dòng dõi Chúa Trịnh năm 1145 đến 1786. Trịnh Kiểm năm 1545 đến năm 1570. Trịnh Tùng năm 1570 đến năm 1623. Trịnh Tráng năm 1623 đến năm 1652. Trịnh Tạc năm 1653 đến năm 1682. Trịnh Căn năm 1682 đến năm 1709. Trịnh Cương năm 1709 đến năm 1729. Trịnh Giang năm 1729 đến năm 1740. Trịnh Doanh năm 1740 đến năm 1767. Trịnh Sâm năm 1767 đến năm 1782. Trịnh Tông năm 1782 đến năm 1786. Trịnh Bồng năm 1786 đến năm 1787. Đoan Nam Vương Trịnh Tông năm 1782 đến năm 1786. Trịnh Tông còn có tên nữa là Trịnh Khải, là con trai đầu của Trịnh Sâm và công tần Dương Thị Ngọc Hoan, là người làng Long Phúc, huyện Thạch Hà. Sâm mất, Huệ và Quận Huy lập cán lên nối ngôi chúa, thì một bề tôi của Trịnh Tông là Dự Vũ dựa vào kiêu binh nổi dậy lập tông lên ngôi chúa. Nạn kiêu binh hoành hành khắp kinh kỳ, dân chúng ngày đêm nơm nớp lo sợ. Tháng 6 năm Bính Ngọ năm 1786, đang lúc phủ chúa rối ren là thế, thì nghĩa quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ với danh nghĩa diệt Trịnh Phò Lê kéo ra Bắc Hà. Chống cự lại rất yếu ớt, quân Trịnh đã tan rã bỏ chạy. Tướng Hoàng Phùng Cơ, Nguyễn Lệ rút chạy lên phía Bắc. Trịnh Tông mặc nhung phục, ngồi voi, cầm cờ lệnh chỉ huy. Quân sĩ nhìn nhau không ai nghe theo. Chúa Trịnh phải một mình bỏ chạy lên Sơn Tây. Chúa gặp được Lý Trần Quán ở xã Hạ Lôi, nhờ Quán giúp đỡ. Trần Quán nhờ được người học trò là Nguyễn Trang nói dối là giúp tham tụng Bùi Huy Bích lánh nạn. Nguyễn Trang biết đích là Chúa Trịnh mà Tây Sơn đang truy lùng, liền cùng tay chân bắt Trịnh Tông nộp ngay cho quân Tây Sơn. Trên đường giải đến quân Tây Sơn, Trịnh Tông dùng dao tự tử. Trang đem xác Tông nộp cho Tây Sơn. Nguyễn Huệ sai người khâm liệm tống táng Trịnh Tông chu đáo, rồi bổ dụng Nguyễn Trang làm trấn thủ Sơn Tây, tước Tráng Liệt Hầu. Trần Quán lui về nhà trọ bảo học trò: ta là bầy tôi mà làm lầm lỡ chúa, tội chi có chết mới tỏ được với chúa. Xong sai người đào huyệt, mặc đủ mũ áo, tự nằm vào quan tài nhờ người chôn cất. Trịnh Tông làm chúa chưa được 4 năm thì bị chết, thọ 24 tuổi. Theo website Họ Trịnh Việt Nam, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.